Thông minh Khôi xin chào tất cả các anh em nhé. Buổi chiều ngày hôm nay chiều ngày thứ sáu cuối tuần rồi. Vậy là em lại xin phép một chút thời gian của các bác giới thiệu một chiếc loa, một chiếc bác ạ, một chiếc chứ không phải là một đôi ạ. Em cũng định để mà chiếc này để tìm chiếc thứ hai, thế nhưng mà là do nhà chật chội quá và cũng là chuẩn bị đón hàng mới về, chuẩn bị đón Tết, chuẩn bị là bán Tết. Bây giờ vậy là em lôi ra chiếc loa này. Các bác nhìn các bác chắc cũng biết là loa gì rồi đúng không ạ? Đây là loa tai loi D500. Một chiếc tai loi D500 còn rất đẹp. Các bác nhìn hình ảnh đôi này thì một chiếc này thì chưa qua một giọt spa nào. Bởi vì em đợi tìm chiếc thứ hai của em bị thất lạc nhưng mà cũng chưa thấy. Chưa thấy. Không biết là bác nào đang sở hữu một chiếc còn lại. Thế thì em đăng làm clip này thì em sẽ là em đăng lên đây. Bác nào mà muốn mua thì em cũng bán. Và bác nào mà muốn bán một chiếc thì em cũng xin phép là được mua lại nha các bác nhé. Một chiếc D tai loi D500. Tai loi D500 còn rất đẹp, e căng zin của nó này bác này, e căng zin. E căng đẹp, e căng nó là e căng bằng nhựa nha bác nhé. E căng quá đẹp luôn. D500 dòng tai loi thì em không cần quảng cáo về chất đơn mình làm cái gì, vừa đăng lên đây cũng là để là tìm và cũng để là mua, và cũng là bác nào cần thì em cũng xin phép là bán lại. Đấy, em quay chi tiết để cho các bác nhìn cái chiếc loa tai loi này. Các bác nhìn này, cái họng kèn còn vàng ươm này, họng kèn còn vàng ươm này, hàng bãi về các bác ạ. Nhưng mà nó bị thất lạc của em vẫn một chiếc, em tìm vẫn chưa thấy. Tiếng loa thì còn rất đẹp, nói chung là chiếc này thì đẹp lắm, chả có gì để mà chê cả. Đấy. Tai loi D500 được sở hữu là hai bát 20, ở dưới này là cũng là con bát 20, đây là bát thật nha bác nhá. Dòng tai loi dòng D là không có bát cộng hưởng, nó là bát thật, bát 20 ở trên cũng là một chung loa chung và loa tép kèn ở giữa. Dòng tai loi thì bác biết rồi, bụi bặm thôi chứ còn đây là họng kèn còn vàng ươm. Thùng loa thì quá đẹp rồi, tem loa vẫn còn nguyên bản, còn sáng choang này các bác ạ. Dòng tai loa nó có cái chân đế bằng nhựa này, đẹp chưa, quá đẹp luôn. Duy nhất có một cái để mà chê này, nhưng mà spa lại thì nó sẽ hết, nó bị bong nó một tí này, mỗi góc này đấy các bác nhìn này. Nhưng mà nó khuất phía sau thì cũng không có vấn đề gì các bác nhé. Còn tất cả chỗ chỗ khác thì đẹp long lanh, chỗ này chắc là bị va chạm, nó bị mất một miếng ở chỗ này. Ở chỗ này nếu mà đi spa lại thì long lanh luôn, không có gì phải nghĩ cái cả. Đấy. Từ cầu loa, từ cơ cầu loa còn vàng ươm các bác này. Vàng ươm. Nói chung chiếc này thì đẹp lắm rồi, chả biết là bác nào có cần mua không, hay là bác nào có thì bác thừa thì bác mà lẻ một chiếc thì bác cũng bán lại cho em nhé, để em xin phép để em mua lại. Còn bác nào cần thì em báo giá luôn, báo giá luôn. Chiếc này là em bán với giá là 16,5 triệu bao ship, 16,5 triệu bao ship cho các bác nhé. Chiếc này rất là nặng đấy. Dòng tai loi dòng D500 này thì là nó là đứng hàng. Bây giờ các bác biết rằng là bây giờ nếu mà còn đôi loa đẹp nguyên zin thì giá nó phải tầm khoảng độ trên dưới 50 triệu tùy từng độ đẹp nha bác nhá. Nếu mà màu vàng gôn này, màu vàng gôn này đấy, thì các bác có phải mua giá trên dưới 50 triệu tùy từng độ đẹp, độ zin. Cái giá về dòng tai loi này thì các bác biết rồi. Còn em bán lẻ một chiếc này là em bán giá nó 16,5 triệu. Còn bác nào có nhu cầu bác alo trực tiếp cho em Khôi, hoặc các bác kết bạn vào Zalo nhé, Zalo cho em vào số này. Đấy, và bác nào có một chiếc lẻ màu gì cũng được, một chiếc lẻ miễn là tai loi D500 này, các bác cũng vui lòng alo cho em theo số này 0982 922 168. Em sẽ mua lại một chiếc của bác nhé. Và sau đây mời các bác nghe thử một đoạn nhạc.
Chiếc này thì hoạt động hoàn hảo rồi thì không có gì phải bàn cãi cả. Vâng, em xin phép là kết thúc video ở đây nhé. Có một chiếc loa tai loa này thì cũng chẳng có gì mà phải test cả. Mọi cái thì nó quá đẹp rồi và hoạt động thì bình thường chả có sao cả. Có cái là anh em có nhu cầu thì chia sẻ một lửa còn lại. Em bác nào có thì bác vui lòng alo cho em. Mà muốn bán thì em xin mua lại, còn bác nào có nhà ý muốn mua thì em cũng bán lại. Giá thì em là bán mấy các bác rồi. Bác nào cần thì alo hoặc kết bạn Zalo cho em nhé. Em gửi đầy đủ hình ảnh cho bác. Loa thì còn rất đẹp. Vâng, chào các bác nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều.